Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với SDU, bản tin cập nhật tin tức nhanh có trong ngày. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình cập nhật xem hôm nay chúng ta có bản tin nào đáng chú ý nhé. Một tin đáng tự hào mới đây thì kênh YouTube Ẩm thực Mẹ Làm đã chính thức vượt qua hàng nghìn đối thủ để trở thành đại diện của Việt Nam tham gia sự kiện lớn nhất của YouTube vào năm 2020 này. Mặc dù là lượng follow khá là ít, nhưng chính vì hình ảnh của người mẹ nông dân Việt Nam mà YouTube quyết định là muốn được giới thiệu cho cộng đồng quốc tế. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng mình tìm hiểu xem nhé. Các video trên Ẩm thực Mẹ Làm không quá là ồn ào quá lố, không phải là hiện tượng gây sốt cộng đồng mạng. Nội dung cũng không có gì là giật gân nhưng vẫn cuốn hút rất lạ nhờ cảm giác bình yên. Xem cô Cường nấu ăn loanh quanh trong ngôi nhà và mảnh vườn bên mấy chú chó, ai cũng sẽ nhớ nhà da diết, nhớ những bữa cơm mẹ làm với nụ cười ấm áp của mẹ. Những cảnh quay cũng sống động chân thật, xanh mát trong lành, chỉ xem thôi là thấy bình yên. Mới đây nhất thì có một thông tin khiến cho mọi người yêu mến hai mẹ con kênh Ẩm thực Mẹ Làm là cảm thấy phấn khích, đó là cô Cường và Hùng sẽ là đại diện của Việt Nam tham gia lễ hội âm nhạc YouTube FanFest năm 2020. Thông tin này đã được chính chủ kênh Ẩm thực Mẹ Làm thông báo trên trang cá nhân. Lời giới thiệu vô cùng là ngắn gọn, mộc mạc trên tài khoản Twitter của YouTube cách đây vài giờ đã viết như sau: hòa mình vào vùng làng quê Việt Nam bình dị và khám phá những món ăn bản địa qua kênh Ẩm thực Mẹ Làm. Được biết thì người sáng lập ra kênh YouTube này là cô Dương Thị Cường và con trai là Đồng Văn Hùng, hiện đang sống tại thị trấn Hương Sơn, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Mới ra mắt cách đây một năm xong thì Ẩm thực Mẹ Làm đã nhận rất nhiều sự yêu mến của nhiều người fan hâm mộ trong nước và lẫn quốc tế. YouTube FanFest 2020 là sự kiện nhằm tôn vinh năng lực của cộng đồng, các nhà sáng tạo và các nghệ sĩ khắp châu Á, Thái Bình Dương và sẽ diễn ra vào ngày 11 tháng 10 tới đây. Năm nay thì chương trình sẽ tổ chức trực tuyến với sự tham gia của hơn 150 nhà sáng tạo của các nghệ sĩ khắp khu vực. Sự kiện này thì cũng có sự xuất hiện của các ngôi sao YouTube quốc tế như là Alex Wasabi, Mastef Fadida, Meryl Streep và Mike Chen. Và chỉ với đoạn tiếp giới thiệu 16 giây của YouTube trên Twitter mà đã khiến cho nhiều người cảm thấy vẻ đẹp, bình dị của làng quê Việt Nam, và đây chính là món quà lớn nhất đối với mẹ con cô Cường. Và mọi thông tin tiếp theo thì vẫn sẽ luôn được SNews chúng mình cập nhật tin tức mới nhất ở trên bản tin của SNews. Và mọi đừng quên like, share cũng như là subscribe cập nhật tin tức mới nhất trong ngày nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.